thưa các cụ, các ông bà và anh chị em bên gia đình nhà gái. Cách đây khoảng tầm gần 2 tháng thì vào một buổi tối, cháu Tùng có với thái độ rất là nghiêm túc thưa chuyện với bố mẹ cháu về mối quan hệ của hai cháu. Với cái thái độ rất là chân thành thì cháu Tùng có nói với gia đình là cháu và con bà Trang rất yêu thương, thân thiết với nhau, chung một đường trong một cái chuyện từ sau. Quá thời gian dài hai đứa quen nhau rồi là kết thân với nhau để tìm hiểu nhau thì bây giờ vẫn cứ đi một cái con đường đấy, thì hai đứa đi một đường nhìn cùng một hướng, chung một đường nhìn chung một hướng, hai cháu muốn tìm nhau với nhau và có nhau trong cuộc đời. Chính vì ý nghĩa là khi có cả đấy thì hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi gồm hai con tỏ độ và hậu hoạn đấu thống đến với ông bà một năm lễ thì tôi xin trân trọng kính nhất trong gia đình của chúng tôi là mẹ đẻ ra ngoại rồi và bà ngoại của cháu Tùng. Bà nội thì sức khỏe yếu nên bà nội không đi được, cho nên là bà nội nhà có hai người rất là quan trọng trong cái lễ kính hôn ngày hôm nay, đó là bố mẹ của cháu Tùng, có các bác bình nội, các bác bình ngoại, có các anh các chị và các em rất là đông đủ đến. Với những buổi mâm lễ kính mong các cụ ông bà bên gia đình nhà gái vui lòng nhận lấy và cắt thành hôn nhân cho hai cháu. Kính thưa quý khách, kính thưa gia đình họ nhà trai, tôi xin được phép giới thiệu, tôi là Mỹ, là bác ruột của cháu Đình Trang. Tôi xin được phép giới thiệu thành phần bên họ nhà gái tham dự lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Đây là bà ngoại cháu Huyền Trang, bố mẹ cháu Huyền Trang và các cô thì chú bác của hai bên nội ngoại cháu Huyền Trang cùng bạn bè anh em thân thiết của cháu Huyền Trang đều có mặt dự lễ ngày hôm nay. Tôi xin phép gửi lời cảm ơn thưa mọi nhà trai, gia đình đã tất công chuẩn bị lễ vật chú đáo cho buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được chấp thuận qua hai cháu Huyền Trang và Thanh Tùng tiến tới hôn nhân. Thì giờ phút này hai cháu Thanh Tùng và Huyền Trang đã là dâu rể của cả hai gia đình. Hai cháu còn trẻ tuổi, chúng tôi mong hai gia đình sẽ cùng dạy dỗ và chỉ bảo hai cháu làm chuẩn bổn phận con chồng trong gia đình. Chúc cho hai cháu có một lễ thành hôn hạnh phúc sắp tới và cuộc sống hôn nhân trọn vẹn về sau. Chúng tôi cũng đại diện họ nhà gái xin chúc tất cả gia đình họ nhà trai và các quý khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và
Vâng, gia đình nhà trai chúng tôi xin kính chào các cô bác và anh chị em bên gia đình nhà gái. Sau khi đã được bên gia đình nhà gái chấp nhận lễ đính hôn của hai như cháu với lễ của gia đình nhà trai chúng tôi, gia đình nhà trai chúng tôi xin hết lòng cảm ơn. Nhưng mà có một cái lễ rất quan trọng không kém là lễ vui tươi của hai cháu hôm nay, cũng là lúc là ngày đẹp thắng tốt, thì gia đình chúng tôi cũng xin phép là có mâm lễ để mà đón cháu về gia đình nhà cháu với cái đời sống hôn nhân bắt đầu kể từ đây. Xin các ông bà và anh chị em vui lòng nhận lấy cái lời cầu thần của bên gia đình nhà cháu tôi, cũng như là anh chị em để đó có một cái sự vui vẻ cho cháu khi mà các cháu chuẩn bị bước về nhà cháu. Bên họ nhà gái chúng tôi chấp nhận nhất lời cầu hôn của bên họ nhà trai và chấp nhận ngày hôm nay hai cháu sẽ là con cháu trong gia đình hai họ, và mong là hai bên chúng ta cùng chung sức để mà hướng dẫn dạy dỗ các cháu sau này để thành đôi ngoan trẻ hiền của cả hai bên. Xin là hết ạ. Con lên tặng cháu. Thế trước tiên thì cho tôi gửi lời tất cả kính chúc con bên này họ đến cái ngày hôm lễ của cháu chúng tôi rất là long trọng, và chúng tôi không biết gì hơn. Trước tiên sau tặng quà thì tôi giờ lúc này tôi xin nhận cháu cùng và cháu để cho đến chúng tôi và trao cô dâu quyền của trang về làm dâu con tôi, và mong các cháu là sau này dâu liền hơn con gái, rể con gái, nên vì vậy mình trước khi chào cho cháu tôi là con thì xin kính chúc tất cả các quan khách, các vị khách quý có mặt ở ngày hôm nay khi dồi dào sức khỏe và hạnh phúc ạ. Yeah. Something to hold on to, gotta find it.
summer.